Từ hôm nay 16 tháng 2, tỉnh Bắc Giang mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên tinh thần sống chung an toàn với dịch COVID-19. Phần lớn các dịch vụ được hoạt động trở lại. Trên tinh thần đó, các chủ cơ sở kinh doanh rất phấn khởi, tất bật dọn dẹp, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng mở cửa đón khách. Đã gần một năm nay, nhà hàng này chỉ hoạt động cầm chừng bằng cách kinh doanh online. Chính vì vậy, chủ cơ sở cảm thấy rất phấn khởi với việc sẽ được hoạt động bình thường trở lại. Mọi công tác chuẩn bị, chỉnh trang cơ sở vật chất đã được nhà hàng triển khai khẩn trương. Tất cả nhân viên tại nhà hàng đều đã được tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine và được xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, nhà hàng cũng chú trọng đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịch vụ hàng ăn của chúng tôi là sau 3-4 tháng nay đóng cửa, thì đến đây là sẽ được mở cửa. Thì chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch kết hợp với lại chỗ y tế của phường, là một tuần sẽ thực hiện 2 lần xét nghiệm để đảm bảo công tác về chống dịch. Bên cạnh đó, một số cơ sở kinh doanh còn có cách làm sáng tạo để tránh tình trạng tập trung đông người, như rạp chiếu phim này là một ví dụ. Thay vì phải đặt vé tại rạp như trước đây, thì nay khách hàng có thể đặt vé online. Điều này sẽ hạn chế việc tiếp xúc và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, cơ sở cũng hạn chế số lượng vé được bán ra mỗi ngày để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa những người xem. Để đảm bảo phòng chống dịch thì chúng tôi đã quán triệt nhân viên là thực hiện 5K, khử khuẩn rạp rửa sạch sẽ để đón khách trở lại và thực hiện đúng các quy chuẩn của tỉnh đã đề ra và thực hiện bán vé online để nhằm tránh tụ tập đông người. Mặc dù đã được hoạt động bình thường trở lại, song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, các cơ sở kinh doanh vẫn chủ động thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.